hàng rung cây bê tông lên luôn cho anh em và các bạn nhé. Đấy, trên màn hình các bạn đang quan sát đây là cái con máy rung bên mình hàng tự chế để phục vụ cho anh em trong chuyên ngành đúc con kê bê tông, thì chúng ta sử dụng con này rất là ok luôn. Đấy, với cái số lượng khuân mà nhỏ nhỏ tầm khoảng 100 khuân trở về thì chúng ta cứ sử dụng con này là ok. Anh em các bạn có thể thoải mái sử dụng nhé. Hàng là sử dụng con nguồn 12V không lo bị giật. Đấy, chắc chắn anh em có thể sử dụng, bên mình sẽ bao tốt bao bền cho anh em và các bạn luôn. Mọi nhu cầu về mua sắm hàng hóa thì các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại trên tấm biển trên màn hình đây để được tư vấn kỹ hơn về các dòng sản phẩm của bên mình. Đấy, bên mình ship hàng toàn quốc luôn cho anh em và các bạn. Ngoài ra thì bên mình còn phân phối khuân đúc con kê cho anh em và các bạn luôn nhé. Đấy, xin chào và hẹn lại các bạn video sau.